Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu bộ Lego có chủ đề Giáng sinh. Đây là bộ Lego của hãng Sembo Block. Bộ Lego này thì có độ khó trung bình, giúp các bé từ 6 tuổi trở lên có thể lắp ráp dễ dàng. Và mã của bộ Lego này là 601090 với 249 mảnh ghép Lego. Và có một cái mảnh rất đặc biệt mà có thể phát sáng được. Đây là bộ Lego sau khi hoàn thành. Cái này có thể mở đóng được. Và đây là các cái chủ đề Giáng sinh, gồm có ông già Noel, rồi xe tuần lộc, cây thông, vân vân, đèn trang trí đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem cái bộ Lego khi hoàn thành nó sẽ thế nào. Rất là đẹp. Chúng ta sẽ có bộ Lego sau khi hoàn thành đây. Và cái này các bạn có núm xoay, khi xoay thì cái cây thông và ông già Noel sẽ gì ạ? Sẽ chuyển động. Các bé sẽ ghép thành khối như thế này. Ngoài ra cái khối này sau khi ghép các bạn có thể mở ra được ở bên trong và cơ cấu chuyển động nữa. Thì ngoài việc lắp Lego, các bé sẽ có các cái quan sát để lắp được cái cơ cấu chuyển động này. Cái núm xoay chuyển qua các bánh răng. Và cái bánh răng này sẽ truyền sang ở bên này để quay cái ông già Noel ở bên này. Rất là thú vị. Đây là ngôi nhà này, cái thông này, xe tuần lộc, đèn đường. Cơ cấu đóng mở này giúp chúng ta có thể dễ dàng tháo để sửa chữa được. Còn bình thường thì sẽ để nó làm vật trang trí như thế này. Kích thước phù hợp cho các bé từ 6 tuổi trở lên. Để tìm hiểu kỹ hơn về bộ Lego chủ đề Giáng sinh, các bạn có thể truy cập trang web giadungnhaviet.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.